Nhắc đến thầy cô giáo, nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh nghiêm nghị trên bục giảng. Nhưng hiện giờ đó là chuyện đã xưa như trái đất rồi, bởi các thầy cô ngày càng trẻ trung, cùng với đó là rất nhiều khoảnh khắc gần gũi, đáng yêu, thậm chí gây bão trên. Mới đây, trên Twitter đang lan truyền đoạn clip về một giáo sư người Việt cực đáng yêu. Đoạn video được một tài khoản có tên Nga Mi đăng tải với nội dung Mi Yu Professor in Ustuk Fest Animan Gegeri Quittore Quillusfer Aohawu, tạm dịch, giáo sư người Việt mang cho chúng tôi những con thú mini bông mỗi tuần để thưởng cho việc học tập chăm chỉ. Đoạn clip di răng trên Twitter về một thầy giáo người Việt. Đoạn video chỉ dõng dẹn có 8 giây nhưng ai cũng phải tan chảy vì quá đổi dễ thương. Nhân vật chính trong clip là một thầy giáo đã có tuổi đang lấy những con thú mini bông trong cặp ra đặt lên bàn làm giáo viên. Thầy vừa giơ cao cho tất cả sinh viên nhìn thấy lại vừa cười cợt rất hiền. Được biết, người thầy đang gây bão Twitter này là giáo sư Quyên Di Bùa Văn Chúc, giảng viên khoa ngôn ngữ và văn hóa châu Á của Đại học California. Đương nhiên đoạn clip đã mau lẹ thú vị sự để ý cực lớn của cộng đồng mạng. Chỉ 15 tiếng đồng biển kể từ khi xuất hiện, nó đã có gần 3 triệu lượt xem, 70,5 nghìn lượt retweet và gần 330 nghìn lượt yêu mến trên Twitter. Phía dưới đoạn clip, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng yêu thích và mong ước lớp mình học cũng có thầy giáo vui tính như vậy, việc đi học sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.